Xin chào các bạn, có thể thấy rằng năm 2017 đã dần trôi qua và thực sự đến cả những chiếc smartphone đi đầu thị trường như iPhone X, Google Pixel 2, Galaxy Note 8 cũng đã ra mắt hết cho người dùng. Vẫn là những cái đường nét thiết kế quen thuộc và chỉ có một số điểm thay đổi đáng kể như là màn hình dài ra, cả biến vân tay sẽ chuyển sang chỗ khác hoặc là biến mất luôn như iPhone X chẳng hạn. Camera sẽ được nâng cấp một chút nhưng mà khó có thể khiến cho người dùng bình thường có thể nhận ra, phần cứng thì cũng mạnh hơn một chút. Chỉ những cái thay đổi như vậy thôi cũng đã đủ để các hãng có thể tung hô chúng là những chiếc smartphone tuyệt vời nhất trong lịch sử loài người, ít nhất là cho đến ngày hôm nay. Rõ ràng với nhiều người thì chừng đó không thể là lý do chính để khiến họ bỏ ra cả đống tiền để nâng cấp một chiếc smartphone mới nhất, mạnh nhất và đắt nhất, mặc cho việc khi mà cuối cùng thì Pixel 2 hay Galaxy Note 8 vẫn là chiếc smartphone đáng mơ nhất của bất kỳ Android fan nào, hay iPhone X đang tiến gần với cái giá trị thực sự đẳng cấp hơn bao giờ hết. Có thể thấy rằng cả iPhone X lẫn Galaxy Note 8 đều là hiện thân của một xu hướng tất yếu. Smartphone đang càng ngày càng gần đến ngưỡng tốt trên mọi khía cạnh. Các hãng sẽ bỏ đủ lời để chỉ trích đối thủ cạnh tranh, nhưng quả thật ngày nay smartphone nào cũng đều nghe nhạc tốt, làm việc đủ tốt, chơi game đủ tốt, viết mail cũng đủ tốt. Nói cách khác thì chúng đang cùng đi tới một cái đích chung, cái đích của sự hoàn hảo đến mức có thể khiến cho trên thân hình cảm ứng quen thuộc này nó đã có thể trang bị rất nhiều cái công nghệ bên trong. Những chiếc điện thoại ngày xưa, hay nói chính xác hơn là cách đây một thập kỷ thì khác. Mỗi chiếc điện thoại đều có một điểm yếu có thể coi là trầm trọng, và bạn buộc phải chấp nhận điểm yếu ấy nếu muốn sở hữu một thế mạnh rất riêng của từng chiếc máy. Hãy nhớ lại xem rằng chiếc máy chơi game Engage của Nokia có hình dáng kỳ dị nhưng cũng là chiếc điện thoại đầu tiên dành cho các game thủ, và cũng là một trong những thiết bị đầu tiên mở màn cho suy nghĩ biến dế cầm tay thành những thiết bị hội tụ tính năng. Những chiếc BlackBerry cục mịch dùng trackpad nhìn thì cũng đã xấu đến thảm họa nhưng cũng đã dùng để có thể nhắn tin hay là viết mail rất là dễ dàng. Rồi đến cả những mẫu Sony Ericsson Walkman bán kèm theo cái tai nghe in-ear kết nối qua cổng passport cực kỳ bất tiện, không thể vừa sạc vừa nghe điện thoại được, nhưng nghe đến là sẽ khen là hay hơn iPod. Hay những chiếc Samsung vỏ sò tưởng rằng nó sẽ chẳng có thế mạnh gì nhưng cái mức giá rất rẻ cho phép nhiều người dùng có thể sở hữu chiếc máy đầu tiên của mình. Ngày iPhone ra mắt vào năm 2007 thì toàn bộ thế giới di động từ đó dần biến thành những cái khối hình chữ nhật bo tròn. Đó không phải là một cái hiện tượng đáng ngạc nhiên, cái gì tốt hơn, tiện hơn sẽ dần trở thành tiêu chuẩn, thay thế cho những cái tất cả những cái thứ lỗi thời. Lịch sử công nghệ chỉ có một chiều, cái gì mới hơn, tốt hơn sẽ được chọn lọc để đào thải cái cũ. Đáng tiếc rằng khi mà khái niệm điện thoại hoàn hảo đang đến rất gần, cái cảm giác lung linh của thế giới di động cũng đang dần biến mất. Ngày nay điện thoại dù có module như Moto Z này, gắn ống zoom trên camera kép hay là màn hình cong thì bản chất vẫn là một khối hình chữ nhật bo tròn, có cái màn hình choáng gần hết mặt trước. Những cái tính năng như chip đa nhân này, camera kép độ phân giải cao, loa kép thì ngày càng trở thành tiêu chuẩn ai cũng có. Giống như mỗi mẫu điện thoại Apple mới ra mắt thì thật khó có thể tin được là một công ty có quy mô bậc nhất thế giới luôn được coi là kim chỉ nam sáng tạo như vậy lại vẫn giữ nguyên cái lối thiết kế gần như không đổi trong suốt nhiều năm trời. Nhưng cuối cùng thì iPhone 8 vẫn đang được bán ra với số lượng hàng triệu máy. Do đó thì không lạ khi những chiếc điện thoại iPhone bị cho là đáng thất vọng này vẫn sẽ tiếp tục vỗ béo Apple trong thời gian dài nữa. Cũng khó có thể trách bởi hệ sinh thái của Apple quá là hoàn hảo. Dường như mọi người trong đó thì chỉ cần kết nối với nhau, trải nghiệm với những thứ như vậy là quá tuyệt vời. Chẳng còn gì để đáng nói nữa. Cũng khó có thể trách bởi hệ sinh thái của Apple đang quá là đỗi là hoàn hảo. Dường như là mọi người trong đó chỉ cần kết nối với nhau, trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất. Còn kiểu dáng thì dường như đã trở thành một cái vấn đề phụ mà thôi. Bởi suy nghĩ của cho cùng ấy thì dù có tuổi đời rất lâu, những chiếc điện thoại iPhone không bao giờ là những mẫu điện thoại xấu hay là chất lượng thấp. Do đó nói tóm lại, khi mà một thế giới di động đang vào guồng và chi phối bởi những cái nền tảng này dịch vụ thì dường như thiết kế chiếc điện thoại sẽ dần vào cái lối mòn. Dù những chiếc điện thoại mới sẽ vẫn rất đẹp nhưng nó sẽ không đủ để thoát khỏi cái lời nguyền hình chữ nhật bo tròn một góc, ít nhất là một thời gian dài nữa. Cho nên dù rằng chẳng ai phủ nhận rằng iPhone 8 và Galaxy Note 8 là những mẫu smartphone đáng mơ ước nhất, nhưng trong sâu thẳm thì có lẽ mỗi người đều đang thèm muốn rằng một lần được mở mắt theo cách chiếc iPhone đầu tiên và Android đầu tiên từng mở mắt. Đó là điều không thể nên mọi người đều cảm thấy nhàm chán và ít bỏ tiền ra nâng cấp một mẫu smartphone mới hơn thôi. Và các bạn nhận định về gì về vấn đề này? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía phần bình luận. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mình mà đang dùng iPhone 7 thì còn lâu mình mới lên iPhone 8.